Trên thị trường hiện tại thì có rất là nhiều những cái mô hình định giá của Bitcoin và ở trên channel này chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều những mô hình khác nhau và một trong những mô hình mà nổi tiếng nhất đó chính là mô hình Stock to Flow Ratio Đây là một mô hình mà chúng ta đã nói tới trong video 336 giá Bitcoin có thể đạt được 55.000 hay là không Nhưng mà cái mô hình này tuy là rất được nổi tiếng được chia sẻ bởi Plan B nhưng mà mô hình này có hai điểm yếu mà chúng ta sẽ nói tới hai điểm mà nhiều người cho là không hợp lý khi mà chúng ta định giá bitcoin dựa theo cái mô hình này và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới một cái mô hình khác mà nhiều người cho là hợp lý hơn khi mà định giá của bitcoin đó chính là cái mô hình gọi là bitcoin energy standard hay là mô hình năng lượng bitcoin thì mô hình này là như thế nào và dựa theo cái mô hình này thì giá bitcoin phải là bao nhiêu đó chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay hay lại các bạn thích những video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đầu video thì mới dành một ít thời gian để mà nói về cập nhật liên quan tới coronavirus. Tại vì đây là một cái đề tài mà nhiều bạn rất quan tâm tới. Và hôm qua thì cũng làm một cái video, video 494, nói về cái sự ảnh hưởng của coronavirus với thị trường tài chính là như thế nào những mà nào mà con thú thì có thể xem video đó link ở phía trên màn hình khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì chỉ số Dow Jones chỉ số S&P 500 chỉ số Nasdaq đều đã tăng lên và một trong những lý do là liên quan tới những công ty lớn như là công ty Apple và công ty Goldman Sachs những công ty này đã có thu nhập thống kê cuối năm 2019 đã cao hơn là nhiều người tưởng tượng cho nên giá cổ phiếu đã tăng lên Cộng với lại ngày mai là chúng ta có một cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ và nhiều người bây giờ nghĩ là Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ sẽ không ra những quyết định làm ảnh hưởng đối với nền kinh tế ngày mai nhất là khi mà chúng ta đang đối mặt với lại những cái sự kiện như là sự kiện giữa Mỹ và Iran hay là sự kiện coronavirus cho nên việc mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang ngày mai đưa ra những tin tức xấu như là tăng lãi suất hay là không tiếp tục mua lại trái phiếu những điều đó cơ hội rất thấp nhưng mà ngược lại khi mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu của châu Á thì không được tốt lắm. Các bạn nhìn thì hiện tại là chỉ số của Shanghai của Thượng Hải đã xuống 2,75%. Kế đó các bạn thấy là chỉ số của Hang Seng là của Hồng Kông cũng đã xuống 2,36%. Và hôm nay là ngày đầu tiên mà thị trường chứng khoán Hồng Kông mở lại sau khi mà nghỉ Tết nguyên đáng. Và các bạn thấy là đối diện với lại cái sự kiện coronavirus thì cổ phiếu của Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục giảm xuống. Nhưng mà hôm nay thì cổ phiếu Nhật Bản, chỉ số của Nikkei cũng đã tăng lên 0,62% hồi phục là một phần so với ngày hôm qua. Nói về cập nhật coronavirus thì trong cái video mới nhất của Box Mining có chia sẻ hai cái link. Các bạn thấy là một link nhiều bạn cũng đã biết tới đó chính là cái link mà có cái map của coronavirus. Đây là một tài liệu mà có rất nhiều người tin tưởng. Thì bây giờ các bạn thấy là cái số lượng case mà bị nhiễm virus tăng lên một cách rất là nhanh chóng. Thì bây giờ đã có 5.578 case, trong đó đã có confirm là 131 người đã tử vong, 107 người được hồi phục. Và cái map này các bạn thấy là phần lớn đều nằm ở Trung Quốc. Những cái chấm đỏ này là những nơi mà có người bị nhiễm virus. Còn ở thế giới thì cũng có nhưng mà không nhiều bằng. Và bên trái các bạn thấy là thống kê theo quốc gia như là Thái Lan 14 case, Hồng Kông 8 case, Taiwan 8 k Nhật Bản 7 case. Nhưng mà Box Mining cũng đưa ra thêm một cái trang web khác cũng đưa ra những cái thống kê này. Nhưng mà cái trang web này thì đưa ra những cái tài liệu chuyên sâu hơn và chuyên về Trung Quốc. Các bạn thấy là tất cả đều là tiếng Hoa. Các bạn muốn hiểu được thì các bạn có thể sử dụng Google dịch như là chúng ta muốn dịch ra thành tiếng Việt thì các bạn thấy là các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Dựa theo trang web này thì thống kê là 5.993 case tổng cộng đã được xác nhận có nghĩa là cao hơn là trang web mà chúng ta mới vừa nhìn chỉ có 5.578 case và dựa theo box mining thì trang web này là của công ty Tencent thì các bạn thấy là trường hợp nghi ngờ có nghĩa là chưa xác nhận là tới 9.239 case số lần mà chữa khỏi là 103 case và số người mà đã tử vong là 132 người như mọi nào mà con thú với những cái biểu đồ này thì tôi sẽ để link ở phía dưới. Và bây giờ thì chúng ta hãy trở lại với đề tài của video ngày hôm nay, đó chính là liên quan tới mô hình định giá Bitcoin. Thì trước hết, chúng ta sẽ nói tới cái mô hình Stock to Flow Ratio. Mô hình này là một mô hình mà chúng ta đã nói tới trong video 336, cái tay cũng khá lâu. Nhưng mà nào mà con thú thì link sẽ nằm ở phía trên màn hình để các bạn bấm vào. Thì đây là một cái mô hình mà tính theo cái sự khan hiếm của Bitcoin. Và bây giờ thì các bạn thấy là Bitcoin Tính theo cái thời gian mà bài viết này được đưa ra là các bạn thấy là Bitcoin có cái tỷ lệ stock to flow là khoảng 25, có nghĩa là tốn 25 năm sau thì cái số lượng Bitcoin mới ra đời mới bằng cái số lượng mà có trên thị trường hiện tại. Tương tự thì các bạn thấy là vàng, cái tỷ số stock to flow là 62, có nghĩa là phải tốn 62 năm thì cái số vàng mới đào mới bằng cái số vàng có mặt trên thị trường hiện tại. Và dựa theo cái mô hình stock to flow này thì tài sản nào mà có tỷ số stock to flow cao thì giá sẽ cao tại vì khan hiếm hơn và dựa theo plan B thì người này tính là khi mà chúng ta có cái đợt halving kế tiếp của Bitcoin thì lúc đó cái chỉ số stock to flow ratio của Bitcoin có thể là gần với là vàng nghĩa là hơn 50 thì các bạn nhìn thấy là chẩn đoán thì Bitcoin sẽ đạt được cái mức là 55.000 đô sau cái đợt halving lần thứ hai này tuy nhiên là không phải là sẽ đạt được cái mức này ngay lập tức nhưng mà có thể là vài tháng một năm sau đó có khả năng lên tới 55.000 đô dựa theo cái biểu đồ stock to flow này sau đó Bitcoin có thể đạt được là 100.000, 1 triệu, thậm chí 10 triệu, 100 triệu các bạn thấy là cứ tiếp tục lên tại vì Bitcoin ngày lại càng hiếm hơn tại vì khoảng 14 năm thì lại có Bitcoin 21 lần khiến cho cái phần trăm lạm phát giảm đi 50% và cứ tiếp tục thì có hai điểm không hợp lý mà nhiều người nói tới khi mà chúng ta nhìn vào cái mô hình stock to flow này Đầu tiên là một số người nói là một điều mà khan hiếm thì không có nghĩa là có giá trị. Các bạn thấy là khi mà chúng ta nhìn chung quanh nhà thì các bạn có những đồ rất là khan hiếm nhưng mà lại không có nhiều giá trị như là đôi giáp cũ của các bạn hay là con của các bạn vẽ một bức tranh nào đó thì trên thế gian này chỉ có một bức tranh duy nhất nhưng mà bức tranh đó lại không có nhiều giá trị. Và tương tự các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều vật trên thế giới này rất là khan hiếm nhưng mà lại không có giá trị cao. Cho nên đây là điều chỉ trích đầu tiên, khan hiếm không có nghĩa là sẽ có giá trị cao Có nghĩa là một tài sản có thể là có cái chỉ số stock to flow cao cũng không có nghĩa là có giá cao Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì mà nhiều người chỉ trích đó chính là các bạn thấy là Bitcoin thì có cái sự giới hạn Cho nên chỉ số stock to flow khi mà các bạn tới thêm hai đợt halving nữa thì càng ngày chỉ số stock to flow sẽ càng đi về cái hướng infinity có nghĩa là cái hướng vô cực vàng với lại bạc thì không giống như vậy các bạn thấy là đây là những tài sản mà chúng ta có thể tiếp tục đào cho nên tới một mức nào đó thì cái mô hình Stock to Flow này không còn có hiệu lực. Và có một điều nữa mà nhiều người chỉ trích đó chính là cái mô hình này chỉ lấy tài liệu của hai đợt Harvin. Tại vì các bạn thấy là chúng ta sắp sửa có đợt Harvin lần thứ ba của Bitcoin, tài liệu không đủ. Cho nên nhiều người cho là mô hình này có nhiều khuyết điểm. Và một trong những mô hình mà gần đây nhiều người nói tới nhất đó chính là mô hình Bitcoin Energy Model hay là mô hình tính giá Bitcoin dựa theo năng lượng. Thì cách đây rất lâu, 99 năm trước đây thì Henry Ford Tôi đây nhiều bạn có biết là Henry Ford là người mà dẫn đầu là một tiên phong trong ngành xe ô tô của Hoa Kỳ Thì Henry Ford trước đây 99 năm đã đưa ra một cái lập luận là một vật nào đó thì có thể định giá tốt nhất là dựa theo là vật đó tốn bao nhiêu năng lượng để mà làm ra Tại vì nếu như vật đó càng có nhiều người bỏ ra nhiều năng lượng để làm thì vật đó càng có giá trị và rất nhiều tài sản trên thế giới có thể định giá sử dụng năng lượng và Henry Ford nói tới những điều như là chúng ta nhìn vào vàng thì vàng có thể tính theo năng lượng là đào vàng tốn bao nhiêu năng lượng xử lý vàng tốn bao nhiêu năng lượng ngay cả các bạn thấy là việc in tiền cũng có thể quy ra năng lượng để coi coi là tiền đó là giá trị bao nhiêu tính theo giá trị năng lượng và nhiều người đã nhìn vào cái lập luận này gần đây mà nói thật ra bitcoin là một tài sản mà rất hợp lý khi mà chúng ta tính theo giá trị dựa theo năng lượng tại vì đào bitcoin tốn rất là nhiều năng lượng và nhiều người cho là giá bitcoin có sự quan hệ rất mật thiết đối với lại là bitcoin chi phí đào là bao nhiêu và trước đây khi mà nhiều người hỏi henry ford là làm sao để mà tính ra cái giá trị dựa theo năng lượng thì henry ford nói là các bạn có thể quy ra cái đơn vị một giờ của năng lượng bằng một đô la Đi thường giải thích rõ hơn, nhiều người cho là Bitcoin trong vòng 10 năm qua thì 80% của Bitcoin nếu như chúng ta tính theo cái giá đào của Bitcoin là bao nhiêu thì thật ra giá Bitcoin vẫn xoay quanh cái giá đào đương nhiên 20% còn lại là Bitcoin có thể là vượt qua cái giá đào rất nhiều hoặc là xuống dưới cái giá đào một thời gian nhưng mà phần lớn 80% trong vòng 10 năm qua thì giá Bitcoin xoay quanh cái chi phí đào và Henry Ford nói là một tài sản nào đó mà muốn có giá trị cao thì phải đạt được hai điều. Điều đầu tiên là con người phải chịu bỏ ra nhiều năng lượng để tạo ra cái vật đó và điều thứ nhì là vật đó phải có cái độ khan hiếm nhất định. Vì hai lý do này, nhiều người cho Bitcoin là một cái đối tượng rất thích hợp để mà thử cái mô hình này. Và Henry Ford thì đưa ra những cái bài toán mà chúng ta không cần phải đi vào thêm chi tiết, nhưng mà điều mình thường muốn nói với các bạn là tính theo cái mô hình năng lượng Bitcoin thì mạng lưới của Bitcoin là sử dụng là khoảng 6,9 triệu kWh một giờ có nghĩa là tính theo cách này thì Bitcoin giá hiện tại là sẽ xoay quanh 12.000 đô đương nhiên các bạn thấy là Bitcoin ngày hôm nay cũng đã tăng nhưng mà chưa phải là cái giá 12.000 đô này hiện bây giờ là Bitcoin xoay quanh cái mức là khoảng 9.300 đô và khi mà chúng ta tới gần tới cái ngày Bitcoin Halving và xa Bitcoin Halving thì nếu như mà tất cả không thay đổi thì giá Bitcoin sẽ tăng lên gấp đôi, có nghĩa là 24.000 đô. Tại vì lúc đó thì cái số lượng Bitcoin mới ra đời đã bị giảm đi phần nữa. Mà nếu như năng lượng không thay đổi thì giá sẽ tăng lên gấp đôi, có nghĩa là 24.000 đô sau ngày halving. Tuy nhiên là không ai chắc chắn được là sau ngày halving là khi nào, một tháng sau đó, 6 tháng sau đó hay là một năm sau đó. Nhưng mà nhiều người thì có cái ý nghĩ là giá Bitcoin sẽ đi về cái xu hướng 24.000 đô sau ngày halving. Đương nhiên đây chỉ là, những cái chứng đoán dựa theo cái mô hình này. Khi bạn có cảm nghĩ gì về cái mô hình này, các bạn hãy comment ở phía dưới. Còn về Henry Ford thì thật sự là Henry Ford không có thành công. Cách đây 99 năm khi mà Henry Ford đưa ra cái lập luận này thì Henry Ford đã nói là ông ta đã cố gắng để mà mua lại cái Muscle Sword Dam. Đây là một cái khu mà ông ta có thể tạo ra thủy lực để dùng năng lượng đó để mà tạo ra một cái đơn vị tiền tệ tính theo giá trị năng lượng để mà thử cái lý thuyết của mình Nhưng cuối cùng thì ông ta đã không thành công sau 3 năm để mà mua lại Muscle Shoals Và ông ta đã bỏ cuộc vào năm 1924 Về Henry Ford nói là ở thời điểm năm 1924 có hai lý do tại sao mà ông ta không thành công được Đầu tiên là thời điểm đó vẫn chưa có một cái loại tài sản nào mà không bị sự khống chế của chính phủ Và điều thứ nhì là cái giới mà có tiền, có quyền lực Họ không có hứng thú để mà thử nghiệm một loại tiền tệ tính theo năng lượng Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có Bitcoin Bitcoin có đi theo mô hình này hay là không Đây là một điều mà được khá nhiều người nói tới trong thời gian mấy tuần vừa qua Cho nên tôi cũng muốn chia sẻ cái mô hình này với các bạn Các bạn nghĩ sao? Các bạn có nghĩ đến chúng ta sẽ thấy Bitcoin đi vào cái xu hướng 12.000 đô trước ngày Halving Và sẽ đi vào cái hướng 24.000 đô sau ngày Halving hay là không Các bạn hãy comment ở phía dưới và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Những mà nào mà thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn NFX. Trade margin chỉ dành cho những người nào mà có kinh nghiệm. Trade margin có nhiều rủi ro, cho nên không dành cho những bạn mới tham gia. Nhưng mà nếu như bạn là một trader có kinh nghiệm, thì sử dụng link ở phía dưới các bạn có thể điền đơn để mà được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là những tín hiệu trade miễn phí. Và nếu các bạn muốn trade all coin, các bạn có thể sử dụng sàn Binance. Sử dụng link ở phía dưới video này của thuận Capital, các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và sàn Binance sẽ trả lại 10% phí giao dịch trực tiếp vào chuyên mục của các bạn. Và ngoài chỉ các video trên YouTube, các bạn có thể tìm thấy những bài viết từ thuậncapital.com cũng như là những video tương tự ở trên Library. Đây là một nền tảng phi tập trung. Thuận cũng khuyến khích các bạn nên đăng ký và tạo chuyên mục qua Library để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.